Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn căn phòng tại bệnh viện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang nhé. Căn phòng trị giá 600.000. Đây là bệnh nhân đây, bệnh nhân nhí Cubin. Cubin xin chào các bạn đi. Đây là mẹ của bệnh nhân nhé, là bà Phạm Thị Loan. Quay mặt đây nhờ gì? Xin chào các bạn nha. Lấy cái mặt để nó có 3 người cho nó dễ. Mình coi nhá. Đây là mình sẽ giới thiệu căn phòng chỉ giá 600.000. Hôm nay thì đợt này thì nhà mình đi viện thì mình bao luôn cả phòng với 2 giường. Để dịch Covid nên là mình bao luôn cả phòng, không muốn có người lạ vào ấy. Bao luôn cả phòng thì nó khá là rộng đó, có cả bàn. Đây, bàn uống nước, gỗ, kính và ấm chè các kiểu đàng hoàng. Bây giờ mình giới thiệu từng cái khu vực một nhá. Như vừa rồi thì mình giới thiệu cái khu vực bàn gỗ rồi. Đây kia là hệ thống điện và cảnh báo này. Đây là một cái tivi, tivi này nó khoảng độ 43 inch ấy, hoặc là 50 mấy inch ấy. Không rõ, tivi. Và đây cái bộ giường này, một cái giường cho mình nằm. Đồ đạc nó hơi bừa bộn tí này. Giường này có chế độ quay để lên, nâng xuống, hạ lên như thế này. Nâng xuống, hạ lên. Đấy. Đây là cái giường chính của bệnh nhân Vũ Thế Minh Khôi. Anh Vũ Thế Minh Khôi, anh đang nghịch đồ chơi này. Queen này. Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn đi. Đây là bạn anh Vũ Thế Minh Khôi. Hôm nay là vào là ngày thứ 3 rồi. Hết ngày thứ 3 rồi. Mà tình hình vẫn chưa thấy đỡ mà. Có vẻ là có phải hơn tuần chắc mới ra được. Cái đợt này thì có vẻ hơi nặng. Đây là mình giới thiệu nhắc ở trong bệnh viện thì luôn luôn nó có một cái bình gọi là bình oxy. Đường cấp oxy ở trong bệnh viện chạy khắp xung quanh phòng. Đây. Đây, phòng của mình thì là phòng VIP, có tủ sắt và có điều hòa. Điều hòa này phải đến 24.000 ý. Và hai chiều nhá, hãng Panasonic inverter đó, các bạn thấy không? Mình ra xa mình cho các bạn xem toàn bộ khung cảnh của cái nhà. Đấy, rộng như thế này là hai vợ chồng mình với một con của mình. Đấy, đằng sau là khu vực nhà vệ sinh nhá và khu vực phơi phóng quần áo. Đây là bên cạnh mình có cái tủ lạnh nữa. Đấy, tủ lạnh và ấm nước đầy đủ. Nhà vệ sinh cũng khá là rộng nhá. Ra đây mình cũng nói nhỏ hơn tí. Đấy, nhà vệ sinh này nhìn trong gương như phòng khách sạn. Ok nhá. Đây là khu này. Đây là khu mà máy sấy. Máy sấy nhá. Đây các bạn thấy không? Máy sấy. Khu này phơi quần áo. Đây là có view ra ngoài. Có view ra ngoài. Đây là hai mẹ con Cubin đang gọi là trang điểm và đánh răng. Đấy. Mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Cubin chào các bạn nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Chào các bạn nhé. Bye bye. Cubin đã uống sữa.